Ngày 5 tháng 5, Đài Loan tăng thêm 7 ca ghi nhận lây nhiễm COVID-19 có nhân tố từ nước ngoài. Tuy nhiên, thật may mắn là không tăng thêm ca bệnh bản địa. Ngoài ra, kể từ hôm nay, sẽ thực hiện chế độ xin nghỉ phép không lĩnh lương để tiêm chủng vaccine. Chủ thuê không được từ chối khi người lao động xin nghỉ phép để đi tiêm chủng. Ngày 4 tháng 5, tăng thêm 2 ca lây nhiễm là nhân viên của hãng China Airlines. Trung tâm chỉ đạo phòng dịch cũng xác nhận một trong số 2 ca này vào ngày 22 tháng 4 đã từng tiêm chủng vaccine AZ mũi đầu tiên. Trong số đó, ca bệnh số 1145 là một nhân viên sửa điện nước không thuộc biên chế của khách sạn. Người này không tiếp xúc với nhân viên phi hành đoàn, chỉ đến nhà hàng ở tầng B1 dùng cơm. Trong vụ phi công lây nhiễm tập thể của hãng China Airlines, có một viên phi công do phải nhập viện cách ly nhằm tránh lây nhiễm nên chú chó cưng của người này cũng được phòng bảo vệ động vật đưa về nuôi dưỡng cách ly 14 ngày. Trung tâm chỉ đạo phòng dịch cũng tuyên bố kể từ ngày 17 tháng 5 sẽ tạm ngừng việc thăm bệnh tại các bệnh viện và cơ sở chăm sóc y tế dài hạn ở khu vực Đài Bắc, Tân Bắc và Đào Viên, chỉ được phép một người ở lại chăm sóc người bệnh. Cơ quan này cho biết đợt bùng phát dịch bệnh lần này, việc cảnh báo hạn chế cộng đồng sẽ kéo dài đến ngày 17 tháng 5. Tháng 4 vừa qua, nhà tạm trú nghi lan thuộc sở di dân xảy ra hai vụ náo loạn. Đầu tiên là một người theo đạo hồi bị người bạn cùng phòng đánh vì bị cho là đã quá ồn khi làm lễ cầu nguyện. Kế đến là có hơn 20 người Việt Nam do bất mãn chính sách bảo lãnh tại ngoại nên đã gây náo loạn trong phòng. Ừ. Do ảnh hưởng dịch bệnh, các chuyến bay Việt Nam cũng bị hạn chế. Rất nhiều người Việt Nam trong nhà tạm trú không thể về nước đành phải ở lại tiếp tục chờ đợi. Kết quả là vào lúc hơn 11 giờ trưa ngày 26 tháng 4 đã xảy ra tình trạng gây náo loạn cả phòng. Sau khi xảy ra sự vụ, người cầm đầu và những người tham gia đánh nhau bị lập biên bản chuyển giao cho cơ quan pháp luật. Ngày 24 tháng 4, cũng phát sinh ra một vụ nam thanh niên người Cambia theo đạo hồi bị một người Việt cùng phòng đánh với lý do gây ồn khi làm lễ cầu nguyện trong phòng hai vụ việc nghiêm trọng xảy ra trong vòng hai ngày khiến dư luận chất vấn sự vụ bị ém nhẹm sở di dân cho biết sẽ làm rõ nguyên nhân do ảnh hưởng dịch bệnh cảm xúc của người ở trong nhà tạm trú thật sự không được ổn định sẽ tiếp tục quan tâm nhiều hơn Dân số người lớn tuổi ở huyện Vân Lâm cao, chỉ số lão hóa xếp thứ hai trên toàn Đài Loan. Nhằm cổ vũ tỷ lệ sinh con, huyện Vân Lâm đã tăng mức trợ cấp sinh sản. Con đầu lòng sẽ nhận được trợ cấp 10.000 đài tệ, con thứ hai được trợ cấp 20.000 đài tệ, cứ thế mà nhân lên. Tôi nghĩ, huyện Văn Lâm cho biết, theo thống kê hiện nay trong huyện, tỷ lệ sinh một con chiếm khoảng 48%, sinh con thứ hai chiếm khoảng 35%, sinh con thứ ba chỉ có 12%. Huyện Văn Lâm cũng sẽ hỗ trợ cho các gia đình hiếm muộn con cái khi tiến hành sinh con trong ống nghiệm sẽ được trợ cấp cao nhất là 20.000 đài tệ. Chính quyền huyện Văn Lâm cho biết, trong gần 5 năm nay, bình quân mỗi năm trong huyện có khoảng 4.415 trẻ sơ sinh được sinh ra, số người tử vong bình quân khoảng 7.259 người, Số nhân khẩu đang tăng trưởng âm, do đó ngoài việc tăng mức trợ cấp sinh sản ra, cũng sẽ tiếp tục lên kế hoạch kiểm điểm lại các chính sách liên quan nhằm nâng cao môi trường chăm sóc trẻ em trong huyện. Đã đến mùa báo thuế, do tình hình dịch bệnh vẫn đang tiếp diễn, lần đầu tiên Bộ Tài chính cho phép sử dụng điện thoại di động báo thuế chỉ cần đăng nhập tên doanh nghiệp viễn thông, số điện thoại vân vân, sau khi kiểm chứng xong, điền thông tin cơ bản là có thể tiến hành đóng thuế, nhưng phải chú ý, phải là số điện thoại di động của người báo thuế, phải là số điện thoại đăng ký thuê bao hàng tháng, trong quá trình xác nhận chỉ sử dụng mạng thuê bao di động. Nếu như cần phải chỉnh sửa phương thức đóng thuế, sửa đổi tên vợ chồng, tên người nuôi dưỡng vân vân thì vẫn phải thông qua máy vi tính hoặc đến cơ quan khai báo thuế. Ngoài ra lần này, Bộ Tài chính cũng đã điều chỉnh tăng phí sinh hoạt cá nhân trong mỗi năm, từ 175.000 đài tệ lên thành 182.000 đài tệ. Nếu trong năm ngoái, do dịch bệnh ảnh hưởng khiến thu nhập bị giảm thấp, có thể xin gia hạn thời gian đóng thuế hoặc theo phương thức trả góp.